Trời ơi, đã vậy. Ủa, cái này là cây phúc phúc bồng tử nè. Quá trời quả luôn. Hấp dẫn quá ha. Phúc bồng tử này, phúc bồng tử rừng nè. Chứ không phải là hàng giống mới. Hàng rừng. Đẹp quá. Mình đem nó về một đó. Cái cây đã kìa chưa? Có cây giống không? Nhỏ không thấy. Người ta chừa lại á. Ăn được. Trời ơi, cái này ăn ngon chứ sao không được. Nè, lấy chén này nè. Ăn được. Té lộn cổ xuống bây giờ. Nó té trong bụi gai. Ngon quá. Rất là phúc bồng tử nè, hấp dẫn quá. Cái này là cây thiên nhiên luôn, phải cây trồng. Cái này là giống rừng nè. Ông nọ đi rừng nó cũng gặp cây. Đẹp quá. Ăn thử phúc bồng tử. Ở bên Lào có con trâu rừng nó ăn những cái trái này xong nó lại ủa ra xong là một cây nó mọc lên tại nó luôn. Không thấy cây nhỏ ha. Nó phát tán bằng con thú với con chim. Nó ăn vô xong nó lại mọc ở chỗ khác.